Hoan hỉ chào đón quý cô bác đến với kênh Thông tin Tri thức tốt. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, xin gửi tới quý anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Những người sinh ra trong khoảng thời gian từ 27 tháng 1 năm 1971 đến 14 tháng 2 năm 1972 dương lịch thuộc tuổi Tân Hợi, Cẩm Tinh con lợn. Với thiên can Tân, địa chỉ Hợi, giải nghĩa chi tiết là khuyên dưỡng chi trư, lợn nuôi nhốt, mệnh kim, thoa xuyến kim. Quý bạn tuổi Tân Hợi 1971, nếu có bất cứ câu hỏi nào về vận mệnh, tài lộc của mình thì hãy để lại lá số tử vi, ngày tháng năm sinh, giờ sinh trong phần bình luận phía bên dưới để ban biên tập chương trình sẽ giải đáp cho quý bạn trong thời gian sớm nhất và hoàn toàn miễn phí nhé. Quý bạn đừng quên ấn nút đăng ký kênh và biểu tượng chuông thông báo để được cập nhật những video hay và hữu ích về tuổi của các bạn. Năm Giáp Thìn 2024 có thiên can Giáp, địa chỉ Thìn, ngũ hành Phú Đăng Hỏa, tức lửa đèn to. Quý bạn tuổi Tân Hợi 1971, mệnh kim gặp năm hỏa, tương khắc. Thiên can Tân gặp Giáp, bình hòa. Địa chỉ Hợi gặp Thìn, bình hòa. Luận giải theo ngũ hành thì năm nay quý mệnh chủ đạt được 5 trên 10 phần hợp với năm Giáp Thìn 2024. Mời quý mệnh chủ xem luận giải chi tiết để biết rõ hơn về tử vi trong năm của bản mệnh trên nhiều phương diện như công danh sự nghiệp, tài lộc, hôn nhân gia đạo và đặc biệt về sức khỏe. Đồng thời dễ dàng đưa ra những biện pháp dài hạn sao phù hợp giúp quý mệnh chủ đón chờ một năm mới cát lành, bình yên. Về phương diện công việc, sự nghiệp, vận trình công danh sự nghiệp của quý mệnh chủ trong năm có nhiều biến động. Xét thấy năm nay, gia chủ sẽ gặp đôi chút khó khăn trên đường làm ăn, gặp tiểu nhân cản trở. Tốt nhất, trong năm không nên bỏ vốn đầu tư bởi xét thấy khó thu hồi vốn liếng. Trước vận hạn đó, mệnh chủ hãy luôn giữ vững niềm tin, lập trường, luôn tỉnh táo và sáng suốt trong công việc làm ăn. Tập trung vào việc làm của bản mệnh là tốt nhất. Gặp phải trở ngại gì cũng bình tĩnh suy xét, tìm cách giải quyết, ắt hẳn mọi sự sẽ lại hanh thông suôn sẻ. Về phương diện tài chính, vận trình tài lộc của bản mệnh đảm bảo ở mức trung bình, vẫn đủ đồng vào đồng ra. Đặc biệt trong năm nay, để tránh sóng gió thị phi của sao kế đô, bản mệnh không nên cho vay mượn tiền bạc, phòng mất tiền mất của. Nếu có thể, hãy xem xét gửi tiết kiệm để sinh lời hàng năm, tích vốn cho sau này khi về già. Về phương diện tình duyên gia đạo, gia đạo trong ngoài của mệnh chủ trong năm hài hòa an vui. Tuy nhiên, cũng không tránh khỏi những lúc mâu thuẫn. Hãy xem đó chính là cơ hội để mọi người thấu hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn. Năm nay, để giữ gìn hòa khí gia đình, mệnh chủ nên biết kiểm soát cảm xúc của bản thân, kiềm chế sự nóng giận bản năng, tránh lấy gia đình làm nơi chút giận mà đánh mất tình cảm giữa các thành viên. Về phương diện sức khỏe, trong năm nay, vận trình sức khỏe của quý bạn tương đối tốt. Cả năm xét thấy không có gì bất ổn. Quý bạn nên cố gắng giữ cho tâm thái nhẹ nhàng, an nhiên, tránh lo lắng, suy nghĩ, dẫn đến căng thẳng quá độ, ảnh hưởng đến sức khỏe. Ở độ tuổi này của bản mệnh, nên cố gắng duy trì luyện tập thể dục thể thao thường xuyên, lưu tâm vào chế độ ăn uống để đảm bảo cung cấp đủ dinh dưỡng cho cơ thể. Nên vận động điều độ, cho máu huyết lưu thông, xương khớp linh hoạt dẻo dai sẽ là tốt nhất. Trong năm nay, quý mệnh chủ sẽ cần phải sử dụng vòng cổ Nhật Quang Pháp Bảo để bổ trợ thân mệnh cho mình. Nhật Quang Pháp Bảo là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí của trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật Pháp cùng sự chất lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây là vật phẩm trang sức hộ thân có tác dụng kích hoạt tài lộc, chiêu phúc nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, giúp gia chủ nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Bên trong quả cầu pha lê sẽ được chạm khắc toàn bộ chú Bát Nhã Tâm Kinh. Bộ kinh có ý nghĩa lớn nói về trí tuệ và sự thông tuệ. Khi sử dụng ánh sáng chiếu vào trong quả cầu pha lê, sẽ hiện lên hình ảnh bộ Bát Nhã Tâm Kinh và hình tượng của Đức Phật. Nhật Quang Pháp Bảo giống như một tấm phù cầu bình an may mắn của Đức Phật, luôn luôn bảo vệ cho gia chủ sử dụng. Vật phẩm phong thủy Nhật Quang Pháp Bảo
được thầy Thuần Phong trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ. Diễn biến tử vi theo từng tháng trong năm. Tháng 1, tháng đầu năm có thể nói khá thuận lợi và suôn sẻ. Nhắc mệnh chủ, dù có du xuân ngày Tết, cũng nên quan tâm đến việc giữ gìn sức khỏe bản thân. Tháng 2, mệnh chủ tháng này gặp nhiều may mắn trong công việc làm ăn, song song với đó cũng nên quan tâm và dành thời gian cho gia đình. Tháng 3, tháng này sức khỏe mệnh chủ tương đối tốt, luôn thấy bản thân nhiều năng lượng, tinh thần tươi trẻ. Tháng 4, mệnh chủ tháng này khá thuận lợi về mọi sự, cũng cần chú ý giữ gìn sức khỏe, không nên làm việc quá sức. Tháng 5, tháng này vấn đề tài chính tương đối dồi dào, nên biết cách chi tiêu và tiết kiệm hợp lý để tránh hoang phí vô bổ. Tháng 6, tháng này có khả năng bạn sẽ được gặp gỡ nhiều người mới, mở rộng thêm nhiều mối quan hệ, dự là khá tốt cho cuộc sống của bạn. Tháng 7, tháng này không nên tiến hành những chuyện trọng đại, đề phòng sự cố không mong muốn. Tháng 8, tháng này nên cân bằng giữa công việc làm ăn và nghỉ ngơi thư giãn. Nếu có thể, hãy buông bỏ bớt đôi phần công việc để bảo toàn sức khỏe. Tháng 9, tháng này nên cố gắng giữ cho tâm thái nhẹ nhàng, không nên căng thẳng và suy nghĩ, lo toan nhiều chuyện. Tháng 10, xét thấy tháng này có thể gặp đôi chút khó khăn, nhưng đó lại chính là cơ hội phát triển hơn cho bạn nếu dũng cảm vượt qua. Tháng 11, mệnh chủ tháng này nên dành thời gian chăm sóc bản thân, tham gia thêm các hoạt động ngoại khóa để có thêm nhiều trải nghiệm, tinh thần cũng từ đó mà phấn chấn, vui tươi hơn. Tháng 12, tháng cuối năm này, mệnh chủ hãy dành thời gian nhìn lại cả năm, lên kế hoạch cho năm mới và quây quần, sum họp vui vầy bên con cháu, hưởng niềm vui gia đình. Trong năm nay, quý bạn gặp sao kế đô chiếu mệnh. Sao kế đô hay còn gọi là kế đô tinh quân là vị thần trông coi thực tinh kế đô, là sao tam cửu khóc bi ai, mang đến sự buồn khổ và chán nản. Đây được coi là một hung tinh cho cả nam mạng và nữ mạng. Chính vì thế, năm nào bị sao kế đô chiếu mạng, xem như năm đó quý bạn bị xấu. Người ta thường nói nam la hầu, nữ kế đô để chỉ cái khắc kỵ của các sao đối với phái nam và phái nữ trong năm đó. Sao kế đô được ví như bà hoàng hậu khắt khe, là hung tinh ảnh hưởng nặng nơi nữ giới. Tuy nhiên, nếu người phụ nữ đang mang thai gặp sao kế đô thì lại gặp được nhiều may mắn, công việc kinh doanh buôn bán thu được nhiều lợi ích, đường công danh sự nghiệp hanh thông thuận lợi. Thực tế, hàng năm mỗi người đều có một ngôi sao chiếu mệnh riêng. Do vậy, mệnh chủ gặp sao kế đô cũng không cần quá lo lắng, chỉ cần biết cách hóa giải vận hạn, làm nhiều việc thiện, đương nhiên mọi việc sẽ an bình. Cách thức cúng dâng sao kế đô. Mỗi tháng vào ngày 18 âm lịch, đóng kín các cửa sổ trong nhà, dùng 21 cây đèn cầy, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang, quay mặt về hướng chính tây khấn vái. Thiên cung phân vĩ kế đô tinh quân. Trên bàn đặt một tờ giấy màu vàng ghi tên tinh tú tọa bản mệnh, thiên vĩ quan phân kế đô tinh quân. Dùng một cây rìu chặn phía trên, lấy vải đỏ che kín bùa và rìu, rồi đặt đằng sau 3 nén hương đã dâng. Sau đó mặt hướng về phía chính tây, tĩnh tọa trong khoảng thời gian từ 13 giờ đến 15 giờ. Qua 15 giờ, đem bùa vào nhà bếp đốt là được. Trên nay, quý bạn gặp hạn thiên tinh. Gia chủ gặp hạn thiên tinh cần đề phòng ngộ độc, đồng thời cũng phải đề phòng ngộ độc khi ăn uống. Quý bạn gặp ốm đau, bệnh tật thì nên đến thăm khám và chữa trị ở những cơ sở y tế có uy tín và thành tâm cầu Phật, làm nhiều việc thiện mới nhanh qua khỏi. Cách giải hạn thiên tinh. Hiện nay chỉ có thể giảm thiểu nguy cơ cũng như mức độ nặng nề mà hạn thiên tinh gây ra mà thôi, chứ chưa có cách hóa giải hạn thiên tinh toàn bộ. Một số phương pháp để giảm thiểu như sau. Thứ nhất, tu dưỡng bản thân, tích lũy công đức, phúc phận và trau dồi đạo đức, phẩm hạnh, làm nhiều việc thiện. Nếu có khả năng thì nên ủng hộ, quyên góp giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Thứ hai, đề phòng kẻ trộm,
gia chủ nên nuôi chó, tu sửa cửa cổng, tường bao an toàn chắc chắn. Thứ ba, thực hiện ăn chín, uống sôi, nấu nướng chế biến thực phẩm phù hợp với các nguyên tắc về dinh dưỡng, khoa học. Không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, đã bị mốc hỏng, biến chất, không đảm bảo an toàn. Thứ tư, khi tham gia vào các công việc có tính chất nguy hiểm như làm xây dựng, trèo thang, leo giáo hay làm cơ khí, mái tôn, thì cần có chế độ bảo hiểm, an toàn và hết sức thận trọng trong quá trình tác nghiệp.